Alo, chào mừng các bạn đã quay lại với channel Voi Tặc Dinh Mi của mình. Rồi thì giờ cũng là buổi trưa rồi. Thật sự là hôm nay trời đêm Giáng sinh. Hôm nay là ngày Giáng sinh rồi, tối Giáng sinh rồi. Trưa nay thật sự trời rất là nóng bạn ơi. Mình hiện tại đang say sẩm mặt mày, choáng váng hoa hết cả mắt rồi, không có còn tập trung được nữa. Thôi thì hôm nay cũng Giáng sinh, lần đầu tiên mình cũng chúc các bạn tối Giáng sinh đi chơi. Thôi đi chơi cũng vui vẻ luôn nha. Với lại sáng mình cũng có test thử cái livestream thì cũng có một số bạn vào nói chuyện rất là vui. Rồi thì ngày mai có thể là sáng mai tầm 7 giờ, từ 7 giờ mình sẽ thử livestream lại. Thì mai chủ nhật đó, nếu các bạn có nghỉ thì ngày nghỉ thì các bạn nếu rảnh thì vào livestream chung mình cho vui nha. Mai chủ nhật 7 giờ sáng đó bạn, từ 7 giờ sáng mình sẽ bắt đầu livestream, thì mong các bạn cũng vào chơi mình cho vui. Rồi còn trưa nay mình test một cái con tướng, rồi sáng mình cũng có ra hai clip, đó là test cái ông Kissy nhà khoa học, như là một cái clip ghép nhạc cái ảnh Giáng sinh rồi đó. Rồi các em mong là các bạn vào xem ủng hộ mình thôi. Còn trưa nay mình test cái ông thần NL này. Rồi nhìn nhìn nghe thần này rất giống thần đúng không các bạn, nhưng mà các bạn không biết nghề nghiệp anh ta đâu. Nghề nghiệp là một thanh niên sửa điện, chỉ có thanh niên sửa điện mới có những cái skill điện thôi. À bây giờ mình sẽ xét về cái hình dạng của anh ta là có con mắt Sharingan nữa các bạn, có bốn con mắt Sharingan trên đây. Đây là Uchiha NL, chỉ có dòng tộc Uchiha mới có con mắt Sharingan này thôi chứ đúng không. Đây là cái gậy đánh chó à, này đã cầu bổng hay cái gì đó, trong cái bàn á. Rồi về chiêu thì kỹ năng thường là 1.000.000 vôn, sửa điện như mình 1.000.000 vôn cái ấy, chết chết luôn á. Kỹ năng nội là phán quyết của thần, sát thương toàn của địch, đơn giản ngắn gọn, thì chiêu vô cùng đơn giản luôn. Ui hai thì chiêu cực kỳ ngắn gọn các bạn. Sở hữu trái ác quỷ là trái goro goro, trái miễn miễn điện để đi sửa điện, đỡ phải bị giật điện chết. Rồi anh này đánh nhẫn ra cho nên mình cũng đeo cái nhẫn tầm tàn của thằng Baruch thôi, cũng không có mạnh lắm đâu. Rồi ok giờ mình sẽ bắt đầu đi phát bạn, mình đã đeo vào rồi luôn rồi. Rồi giờ mình sẽ tìm cái phát bạn chiến thích hợp với cái anh chàng sở điện thở điện này nha. Ủa sao lâu dữ vậy, dịch mây mà sao trưa lắc vậy đây, nắng quá cháy dây điện luôn. Rồi mình muốn test ổng rồi chứ anh đâu muốn ổng phá dây điện đâu trời. Alo, chào mừng các bạn quay trở lại nha. Rồi giờ mình sẽ vào phó bạn nhanh để mình test cái ông sở điện thợ điện này thôi. Ông này ông nãy giờ ông làm vướng chân mình quá, ông làm cho mình bị đơ máy tè le. Rồi mình sẽ đánh với ông mod bột ngọt, mod bột ngọt này cung cấp bột ngọt Ajinomoto nè. Là mình đánh nha những con Jimmy này nha các bạn, Jimmy giáp rất là trâu. Rồi mình sẽ xem thử ông thợ điện này 1.000.000 vôn cả ông chích những cái đứa này là sao. Rồi vô trưa nắng quá chích điện cho nó mát chút em. Rồi chúng ta sẽ xem skill từ từ chậm chậm đó các bạn, làm gì chích điện đúng không biết ơi. Ui giời đấy biết mà anh bay lên trời, anh bay lên cục cục điện á, anh ấy chích điện người ta một đồng chích thì cũng cực kỳ cái ngứa thôi. Rồi bây giờ sẽ đến với skill nộ 1.000.000 vôn về mình thấy chả cái ngứa gì hết á. 1.000.000 vôn này triệu vôn dởm như cũng Pikachu rồi. Rồi có nọ rồi, có nọ sẽ phâu thể hiện đi em ơi. Lèo lèo rồi được được chiêu này, được chiêu này giờ giống như gồng siêu saiya các bạn ơi. Anh ấy gồng mình lên rồi nó chích năm cái luồng điện, chích toàn bộ địch luôn. Rồi được anh thở điện này rất là yêu nghề, rất là sáng tạo đó. Ui chích thêm hai phát nữa ta, giờ sát thương thêm một lần nữa. Mà nói chung là một thanh niên sửa điện rất là yêu nghề, và làm cái chiêu gì thì cũng liên quan tới điện cả, gì cũng điện, đánh cũng như cái máy điện đấy đấy. Thấy chưa các bạn, thấy không, chích thêm hai lần nữa nha các bạn. À, người thì cơ bắp cũng rất là nhiều rồi, nói chung cũng rất là thanh niên lực lượng ấy. Có Sharingan mà sao biết tận dụng dùng cái chiêu gì đi. Rồi bao nè, gồng Super Saiyan cấp độ 3 lèo lèo. Ui rồi vì vãi thì chiêu đẹp đó chứ, nhưng mà yếu quá do nó nhận của mình đeo nên nó hơi yếu các bạn thông cảm. Rồi lẹ 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 mình xí giấc cái trận hình này không có đứa nào ngon cả cho nên đam cả ngày quá. Rồi đầy ống máu rồi đấy, chích 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 dần dần cũng chết rồi kìa, thấy không, hình như không hồi được miếng nổ nào cả. Đây này lời này không biết có tiến hóa không, để tới mình vào mình xem thử các bạn. Một giọt game đánh đi, năng nảy đánh luôn á. Rồi thằng kia đánh được một giọt à, đấy một giọt thôi làm gì lẹm gì cho siêu saiya cấp độ 3 đấy, ra chưa
điện này là điện điện nó chích cho cái teo người tóc dựng lên à, người cháy đen thui từ lồi luôn tóc cái bọn này sao không thấy giật giật quá nó sát thương hay ấy chứ mà thấy điện trên trời bắn xuống các bạn. Nói chung là một thanh niên này cũng rất là mạnh, trong phim này cũng khá là mạnh thôi, đánh với Luffy ấy. Rồi anh đi chân không thì phải, rồi anh điên rồi, anh điên rồi, đi sửa điểm mà đi chân không, anh muốn bị giật teo hả, teo teo chim hả. Rồi nọ nè, Super Saiyan cấp độ 5 luôn nè. What? Nghe chưa? Cỡ đó, điện cỡ đó chích không xin nhê. Một giọt nữa nè. Rồi em đánh đi, đánh đi. Đấy, số phận của em chỉ một giọt thôi. Mà nói ra cái kia vô thường giờ cái vũ khí của mình anh khá là mạnh. Vô nọ anh nhận yếu quá. Rồi lẹ kiếm trăm nọ ơi. Rồi chết luôn rồi. Đáng lắm á. Thôi mình sẽ lùi lại cho các bạn. Lùi lại các bạn thấp thôi để mình đánh cho nó nhìn skill nó rất là đã. Đánh mà chết nó mới đã. Rồi mình sẽ lùi thiệt là nhiều. À mình nên lùi bước thôi. Nên lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn. Rồi lùi tiếp. Rồi những cái con này là mình cũng đánh rất là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ lùi lại mình kiếm cái con Red. Red này năm xưa. Mình sẽ tìm con Red năm xưa lúc trước mình đánh để mình chiến nó nha các bạn. Nhanh nào những con sói này. Rồi mình sẽ thử chích điện những cái con sói này sao coi nó thế nào. Rồi anh sói này thì giật cái teo kim mất rồi. Lèo. Đấy, sát thương một đứa xong rồi sát thương hàng ngang thì phải. Rồi tí con hàng dọc nữa mình hơi không có hiểu lắm bị chiêu. Tí mình sẽ nghiên cứu sau. Rồi bây giờ mình sẽ gồng lên siêu Saiyan cấp độ 3 nha các bạn. Nghe chưa? Có thêm cả những cái sát thương khác nữa. Rồi rất là ngọt. Những anh sói này có vẻ như giật điện nên tóc lông rất là xù lên nữa các bạn ơi. Sâu rồi. Ôi thằng này chậm quá chứ nếu đam trước rồi thằng này được có một giọt rồi. Những cái con sói này mình thấy lông nó đang xù lên và những con mắt nó cực kỳ hung dữ. Bị chích điện mà có vẻ như vẫn không xin nhê. Nó vậy lông xù lên thôi giờ càng ngày càng hung dữ tới nó vồ mình ăn thịt mình. Rồi anh nọ chưa không biết. Quái sao chết nhanh vậy? Này sao vậy? Chưa được nó trại. Chích điện hả? Nhớ vô get lên đó. Chờ thời gian xong đó. Hết thời gian nữa rồi đó. Để bay nhắn vào. Rồi thế là thua. Rồi mà nó xong rồi. Những sói ngáo đa mà nó giết nó. Bây giờ mình sẽ lùi lại kiếm con Red nha. Red năm xưa mình rất là yêu quý nó. Rồi mình sẽ đánh cái ông Sealer đi. Đây là ông trong Imbendown nhưng mà giờ theo rau đen rồi. Thấy rau đen đẹp quá. Có mấy rau đẹp quá theo học làm cái rau. Rồi cơn mưa. Sealer gọi là cơn mưa. Mình sẽ cho cơn mưa nhiễm điện nè. Ông sẽ chết. Này chém ghẹ. Chém này. Rồi đánh mục tiêu xong đánh hàng ngang. Hiện tại là như vậy. Rồi chúng ta sẽ gồng lên siêu sinh. Quái bà này bà giảm nổ mất tiêu rồi. Bà này. Rồi chết luôn chết đầu bếp rồi. Mình chưa kịp kêu nó nấu đồ ăn của mình thì nó đã hy sinh rồi. Ừ không chết hay lắm. Rồi giờ mình sẽ phóng lên siêu gia cấp độ 3. Ui phóng làm gì. Lèo. Sao mà không xin dê thì nó chạy trời. Sao không xin dê hết trời. Nó mạnh dữ đây. Mạnh dữ vậy. Chán thật á. Chán. Vô lẹ. Mày đánh đầu bếp nó một giọt để làm gì nó có đánh mày đâu mà một giọt. Rồi được. Đó các bạn thấy không bây giờ nó đánh chuyển sang đánh hàng dọc nè. Có vẻ như nó sát thương một mục tiêu xong rồi hàng ngang. Rồi hàng dọc luôn á. Nói chung là như thế hiện tại. Mình. Rồi chết đông đó rồi. Đăng ký đi. Đâu. Rồi mình sẽ chiến tiếp với các bạn. Ok, giờ mình sẽ lùi lại đi. Kiếm những thằng nào yếu đi, phòng nó sướng. Đây là những con BD, những con BD mới từ sở thú về hay sao á. Rồi mình sẽ lùi lại, lùi nhiều vô. Ông giao hết, những cái con này mình đã đánh rất là nhiều rồi. Đây là ông Hiyaba hả? Ông Hiyaba. Hiyaba là sao mà có một cái kiếm cực dài đó các bạn ơi. Ông này rất là tội nghiệp, mình xem phim thấy ông rất là tội nghiệp. Ông rất là kiên trì để chặn Luffy. Nhưng cuối cùng bị rau đen đàm một cái. Nhập theo. Trông rất là tội nghiệp. Rồi giờ mình sẽ giật. Giật điện. Rồi bọn không xin dê hết. Có vẻ bọn này, ui á. Ông xoay kiếm rất là đẹp đó bạn. Xoay hình tròn, cái lửa luôn rất là đẹp. Rồi đẹp hay xấu thì mình cũng sẽ gồng lên siêu gia.
siêu Saiya cấp độ 3 hả? Rồi nhắn lại gió nãy đi. Em nhớ. Mà sao quốc tế? Giết quốc tế thì tôi không biết rồi, thôi bỏ đi. Này mình nghe ngọn lửa thiêng, ngọn lửa thiêng à. Nhanh rồi sao nữa? Nhanh quá. Ok, mình giờ mình sẽ chích điện ai đây, mình nghiên cứu đây. Rồi mình chích cái con ngựa vàng này đi. Rồi mình sẽ chích cái con ngựa vàng này sẽ xem cái lông nó xù cỡ nào nha. Đừng có chống với những người thợ điện. Người thợ điện. Rồi, hiện tại thì mình thấy nó đã bị chảy sổ mũi rồi. Bị chích điện rồi, bệnh chảy nước mũi luôn rồi. Ăn đòn em. Không xin che. Rất là trâu. Con ngựa vàng rất là trâu. Với nhà một giọt làm gì, con này nó không miễn dịch của thằng Hody hả ta, nó không miễn dịch. Rồi để xem chiêu nỏ là gì nha các bạn. À giẫm xuống đất rồi dung nham phun lên. Nhưng mà rất tiếc là dung nham nó chỉ gây ngứa, đủ gây ngứa cho mình thì không không đủ sưởi sưởi ấm cho mình chứ làm gì mà phẩm. Ủa sao nó cứ đam một giọt riết vậy, sao số phận nó tội nghiệp đi. Hay giờ mình sẽ lên bậc đi, lên bậc kiếm con nào tầm tàn lắm đi. Test ra nãy giờ mình cũng test rất là kỹ kìa, rất là kỹ về cái anh chàng thợ điện. Hiện tại anh ấy sửa điện rất là nhiều rồi, có vẻ anh ấy cũng bị giật rất là nhiều rồi vì cái tội ngu đi chân đất nè các bạn nhìn kỹ đi chân đất nè. Cầm theo một cái cây này là cây gọi là cây đánh chó, cây dẫn điện ấy. Mỗi lần thử điện thì đứa cây này đút vô ổ điện cái giật chết rồi đơ người luôn, cái chân bị sao mà to dữ vậy. Rồi giờ mình sẽ đánh phát cuối cùng, đánh với Inazuma, một cái dòng họ gì mà thích uống rượu thì phải. À đây là dòng họ với cua, đúng rồi, có hái càng cua mà. Rồi giết nhanh nha các bạn, giật điện nè. Đây là con nem canh thôi đấy, các bạn thấy không, nó tung ra hái càng cua nè. Mình không biết từ đâu mà cái tay nó mọc ra cái càng cua này. Thì ông phim là anh chàng này cắt bê tông như cắt giấy thôi, bê tông như cắt giấy thôi. Giật điện chưa, teo chưa, teo chim chưa, chưa teo. Điện quá yếu, điện nhìn là còn quá yếu, còn thua cả điện của Pikachu nữa. Đây là rồi, mình chích điện nè. Rồi chết, hay lắm. Ui anh làm gì đây, anh quăng ra cái gì á, hình như là quăng ra cái càng cua ấy. Hát karaoke, ui hát karaoke, đi đánh nhau không lo đánh nhau mà đi hát karaoke. Rồi mình sẽ gồng lên Super Saiyan. Ủa quái, chưa kịp xong nó sẽ ra nữa. Thôi đi để được rồi. Ok thì nói chung sáng mình cũng có hai clip, trưa nay mình ra cái clip này để mình test thằng thần NL ơi. Còn một số bạn yêu cầu mình test cái thằng này thì mình cũng chưa test, cho nên trưa nay mình test thôi. Nói chung là thằng này cũng rất là nhiều cái chi tiết liên hệ. Nó là về Sharingan trong Naruto, hoặc là anh chàng thở điện, sửa điện, làm nghề sửa điện, rồi cầm cả cái vũ khí này của cái bang cái đánh chó, kìa đánh chó. Nói chung là rất là nhiều chi tiết liên hệ, thậm chí là cơ bắp cuồng cuộn nè, trong tập gym thắt lưng gì mà dài vậy. Rồi đi dân đất giật điện. Nói gì thật sự chỉ đơn giản thôi, mình test để xem skill thế nào thôi. Mình phải công nhận là điện rất là mạnh, điện chích rất là ghê ấy. Rồi thì mà mình cũng tránh xa anh ra, không là bị giật chết nữa, chết không làm clip được nữa. Rồi mong các bạn xem clip buổi trưa ủng hộ cho mình, like, share, subscribe cái kênh cũng như là click vào quảng cáo ủng hộ mình nha, ủng hộ mình nhiều cho mình mát mẻ miếng cho mình nóng quá, trời nóng quá. Thì lại đêm nay cũng Noel rồi, ok mong các bạn cho Noel vui vẻ. Với lại mai 7 giờ sáng mình sẽ test livestream, thì mong các bạn vào nói chuyện mình cho vui. Sáng nay nói chuyện cũng rất là vui, mặc dù là rất ít người nói chuyện thôi. Thì mong là mai chủ nhật là ngày nghỉ, thì mong các bạn nào có on được thì vào livestream chơi mình. Rồi ok, đơn giản thôi, mình tạm biệt các bạn nha. Mình nóng quá chỗ các bạn không biết sao, nếu nóng thì chúc các bạn mát mẻ, rồi còn mát mẻ rồi thì mát mẻ thêm. Còn nếu ai mà lạnh quá thôi đắp chăn, trời này mà đắp chăn nó chết quá. Ok mình tạm biệt các bạn nha, xem clip ủng hộ, like, share, subscribe, đăng ký kênh nha, click vào quảng cáo ủng hộ mình nha các bạn. Rồi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.